tất cả mọi người, chào mọi người đến với kênh của Mon nha. Thì mình là bé Mon TV đây. Và hôm nay mình quay mì cay mì siêu cay Hàn Quốc mọi người ạ. Mình đang có một cái thử thách, đó chính là cho mọi người ăn mì siêu cay Hàn Quốc với lại những cái loại như là mayonnaise, cái này là gì nhỉ? Tương ớt chinsu, cái gì đó, phô mai. Đó, anh cầm giúp em, xá túi thật luôn, lòng vòng, tách biệt. Ê, mất thời gian, Mũi hảo hảo, đấy. Cái mì này rất là nổi tiếng ở trên TikTok nha. Ôi, nó cay kinh luôn á mọi người. Nói chung là rất nhiều đồ anh em ạ. Đó. Nhiều lắm. Bây giờ tại Mon đang ở Thanh Hà, Hải Dương. Đang ở nhà mình luôn anh em ạ. Hôm nay sẽ Mon sẽ chế biến món gì em Mon? Em mì cay này này, em sẽ làm cay thiệt là cay. Xong rồi em sẽ cho mọi người bóc hăng để ăn với cái mấy cái món này. Ok. Ok. Chuẩn chưa anh em ạ? Ok. Anh đi có nhiều em thích nói ít. Anh ơi, tham gia thử thách ăn mì thì anh nghĩ là anh sẽ ăn được bao nhiêu ly? Không buffet đâu, mà anh ăn được tầm khoảng 10. Nhưng mà anh sẽ ăn được, anh thích sốt nào nhất? Mayonnaise. Sốt trứng ấy, ăn ngon mà. Trung ơi, dạ? Em nghĩ là em sẽ ăn được bao nhiêu ly? Em thì khiêm tốn 15 ly thôi. Ngày người như cái que mà 15 ly, đùa. Em ăn được hết. Thật, nhưng mà nó cay lắm ấy. Cay cũng được. Thế em thích sốt nào? Em thì nói chung sốt nào cũng chơi được. Sốt nào cũng được, cay hơi là cay cũng được luôn. Cay cũng được. Ớt bột cũng được luôn. Được luôn. Ok, được, nhớ nói nha. Ok chị. Anh Hảo ơi. Ôi. Anh nghĩ là trong tất cả cái đó anh ăn được bao nhiêu ly? Tầm 20 ly. Ghê, cái này người như này ăn được 20 ly. Mày đừng có đùa anh. Thật á? Thế bây giờ? Hay anh ăn trong các sốt, anh thích sốt gì? Sốt cái gì cũng được, ăn hết. Cái gì anh ăn được? Cay nhất mắt luôn. Ok. Ok. Thế bao nhiêu? Em không nói, nghĩa là em sẽ ăn được bao nhiêu ly? Em ăn á, em không ăn được cay nhưng mà cố gắng chắc cũng ăn được 10 ly ấy. Dạo này xuống anh Hậu kiểu gì mà câu ra không ly tập tùm lum hết trơn. Nhìn kìa, chán chậm muốn nói. Chết rồi. Chó chết này kìa ơi. Xuống đây hổm ngày ăn được những món gì rồi? Đi khai quật cùng với thầy hộ cáo thì ăn có gì ăn ấy thôi. Thôi chắc toàn ăn sâu bọ hay gì. Sâu bọ ngon mà. Thế trong tất cả các sốt thì ăn sốt gì? Sốt là sốt mayonnaise. Mayonnaise là gì? Mayonnaise chứ mayonnaise. Yeah, mayonnaise. Ok. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Vì đầu tiên thì anh Hậu đứng trước thôi, cho anh Hậu luôn. Anh okay. Hậu bấm đi. Đây là cái vòng quay nha mọi người. Thì anh Hậu bấm vô cái vòng quay này sẽ được cái gì thì hãy ăn cái đó nha. Chinsu. Chinsu, chinsu. Ngon, từng ngon. Ớt chinsu mọi người ạ. Đưa đây. Cái đầu tiên. Yeah. Rồi ăn dừng đi. Rồi cho anh Hậu ăn. Khoảng lên. Cay lắm anh em ạ. Ớt đã siêu cay rồi, mình thử làm cái món này nha anh em. Ui. Đến được anh. Tới ăn. Cay quá. Rồi tới anh Hậu nha. Tới anh Đức. Ôi lộn tên đi. Ui cay quá. Đến được mình. Quay. Có cay không anh? Cay. Xong em rồi. Vào cái gì đây? Chiên tụ. Mùi nó khảo hảo hả? Bột phô mai. Ôi trời ơi. Hên thế nhờ. Cái này có gì mà hên? Mình đang thích mayonnaise hơn. Nhưng mà cái này nó không cay. Béo. Nhưng ngon thế à? Ôi. U. Rồi xuống hết hai cái rồi mọi người. Thảo đậu ớt. Thôi làm cái khác đi. Xu hết hai cái rồi. Đây nhá. Đó. Khuấy lên. Đói quá. Ui, của Đức không cay đâu, của Đức không cay. Của Đức nó sẽ ngon. Có cay không? Ăn dưới nhá. Thôi, không được. Ok, tiếp theo là tới em nhá. Đừng, bỏ phô mai đi. Bỏ phô mai, yeah. Bỏ phô mai đâu. Thích kìa, mẹ câu kìa. Đây, cầm đây. Bỏ ngon anh Hậu. Ừ, ngon phết. Chị thích ăn nhiều hay ăn ít? Nhiều nó mới không cay. Đấy, rồi ok, cho em xin cái đũa. Xem ngon. Ngon lắm, cho em xin cái đũa. Đấy. Ừ, thơm ấy. Mình khuấy lên mọi người, đó. Ừ. Ui, ngon lắm các bạn ạ, cái vị của nó ăn đã đời luôn. Cay không? Cay không? Con nói lên lời à? Anh nhảy vào chân anh. Cay không?
như cái này. Ngon mà. Nó bị sọc lên mũi em á. Cay em lắm. Bỏ cái này nhiều quá. Ôi ôi người quay nhanh lên, mình thèm lắm rồi. Tới Quỳnh đi, tới Quỳnh quay đi. Mayonnaise. Ôi mayonnaise. Đã béo rồi còn ăn mayonnaise nữa. Mayonnaise sẽ rất là ngon luôn á. Đũa kìa. Ui ui ui. Mời mọi người nha. Nào đến lượt đây, Long đây Vũ. Đây. Tưng 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 tưng. Tưng con này mẹ giả sẵn ít. Ai quá. Rồi đến tôi. Ta bệnh dạ dày, lét dạ dày. Đến tôi. Tiếp theo tới Chung nhá. Phô mai. Chiên su. Phô mai. Phô mai. Chiên su. Chiên su. Chiên su. Cái gì? Thảo Hảo đi. Thảo Hảo. Ô mày. Đây nè. Đây. Cái này nó cay thì con mặn đấy nhỉ. Mặn. Ờ Thảo Hảo mặn. Cay mặn. Ăn mặn đấy khai. Con mẹ ăn mặn đấy khai. Rồi ok. Đây đây. Ôi em nghĩ là mặn lắm ấy. Mặn. Mặn kệ đó. Mời mọi mình người nhá. Mình không ăn mà. Nhức rách. Khóc luôn. Khóc luôn. Mà ngon đúng không em? Mặn lắm. Nước mắt à. Mày chỉ cái đó chứ sao. Ngậu này. Không cay như mặn. Ôi nhanh thế nãy bóng em. Nhanh lắm. Sao mình ăn gì đó anh em này. Tưng 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 sốt mozzarella mà sốt mozzarella. Tưng. Chiu chiu chiu. Hảo hoặc là chin su. Cái gì? Hảo hảo. Đấy, rồi anh biết cái nào gọi là mặn nữa. Cái mặn nước cay mặn lắm anh ạ. Nước đổ nhiều lắm. Đây, nước nước ghét anh mà. Nước ghét anh. Khuê nha anh em. Anh Hảo không khuấy rồi luôn. Đây là Đức. Rồi, ok. Ngon quá. Tiếp theo là Đức xem nhá. Đây nha. Tưng. Nóng bụng nha. Im mồm. Cay hết. Hảo nè, Hảo mayonnaise. Ôi đây rồi. Tiên gì anh phải ăn cái chung cốc nào nhiều nhiều ăn thôi đã này. Ôi ấy anh ấy hết cái mayonnaise luôn rồi các bạn ơi. Tôi thề các bạn luôn là cái vị này nó ngon, không phải là nó cay nhá, nó chỉ hơi cay trong cổ họng thôi. Béo lắm bạn ạ, à. Béo lắm, sướng lắm. Ngon đấy, em ước được ăn như mayonnaise. Ôi sướng ơi. Cho tôi mayonnaise. Em sẽ cầu cho vị thần mayonnaise nhập vào em. Chín chu, mayonnaise. Rồi mình cứ ăn chín chu, chín chu. Chín chu đi. Ê, cái mồm mày tối ta, cái mồm mày tối ta. Lấy gì cho, thôi anh ơi, coi. Ăn đi. Ê, thôi. Chết này, tới mày này, tao chúc cho mày là chín chu. Ăn đi, ăn trước đi. Được rồi. Tuột đít rồi. Chỉ rồi. Ui giời ơi. Nhìn nha, mình chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Kiểu gì cũng ra bột phô mai luôn. Đấy. Tôi nói gì cũng phải đúng hết anh em ạ. Đâu. Đấy, tôi bảo đúng ngay luôn. Bột phô mai. Phô mai. Quá. Mình ước ăn bột phô mai. Bắt lại đi này. Đấy. Đúng anh là, ơi, khoan, tiên dừng, nhà khuôn mặt bơ phở mới ăn có một ly. Anh Vũ nhanh lên. Cay té hết mồm. Cay quá. Ôi, thơm. Vũ. Quay đi. Vũ ăn kinh su à? Đúng rồi, lại cay. Bắt đem Thảo đây. Mong vào phô mai hoặc là bojanea. Bojanea là gì? Bojanea giờ ngọc luôn. Rồi, kinh su. Chín su. Hết cứu rồi. Cố lên anh. Có hai lần chín su rồi. Mọi người có cái cảm giác nó cay lắm. Cái này nó đã cay rồi, xong là dính cả chín su nữa. Cực kỳ cay rồi. Ôi, ý rồi, nhiều đấy. Mãi là anh em. Cái mỏ nè.
ăn có một miếng xin xô. Thì anh em chúng ta mãi cùng rời xa. Thế thôi, mình sắp thành lạc xưởng rồi. Ui, bây giờ mới cay anh hậu nhờ? Không rồi. Rồi cay nhờ? Rồi mới cay. Ui giời, nó cay bị cay muộn mà, cái này nó bị cay muộn mà. Đã chủ quan được không cay. Rồi cay đi. Ui, cay quá. Anh ơi. Tới chung rồi, tới chung rồi. Cố lên, cố lên. Phô mai, phô mai. Nó cay mà lùng bùng lỗ tai luôn mọi người. Quay ra bịa đi, quay ra bịa đi. Bịa đâu ra? Cái gì? Ăn không? À, ăn không, ăn à. Không à? Ăn không, ăn không. Từ nãy giờ mới có người ăn không rồi có các bạn ạ. Không vào bột phô mai nhưng thôi, cũng được. Rồi, quay lại anh hậu. Nãy đến rồi mình à? Cay nhỉ? Cái gì đây? Phô mai, mình thèm ăn phô mai lắm nha. Chị xua đi, chị xua đi. Có phải phô mai không? Chưa. Phô mai không? Chết anh, xin xu. Tinh tu, nhà tinh tu. Cái thằng này mồm nó khấm lắm mọi người ạ. Nó nói ai ăn kiêng xu là người đó ăn kiêng xu. Không khấm lắm. Bóc cái gì ơi. Toàn ớt ớt anh em ạ. Ôi giời ơi, cay lắm. Hay cho giói cho anh ăn thêm lần nữa, tí nữa em. Thôi ăn đi ăn ạ. Được. Thì nên em chúng ta cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Thôi. Thôi ăn đi. Thôi ăn đi. Không có gì phải bàn cãi. Không khác. Ê Đức. Mình mà ra chiên su chắc là mình nghỉ không luôn. Nãy giờ vẫn chưa có ai loại bỏ cuộc chơi nha. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Chiên su. Hảo hảo. Ui hảo. Đến anh. Mấy anh mình phải bồ trước. Không. Đây, cay đâu chịu đứng em ạ. Cay nhiều cay mà thấy rác cả tâm hồn. Mặn đi. Mặn đấy. Mặn đắng. Không rồi. Thế em nhá. Ôi nó bụng quá. Ui giời ơi, nhiều đấy. Ôi giời ơi. Anh mới hiểu cái cảm giác của người gái. Cái gì đây? Tanh. Cái gì đây? Chiên su, chiên su, chiên su. Cái gì đấy? Hào hào. Đây rồi. Ơ, thôi. Để em. Em mặc đó. Mặc lắm. Đồng lòng này, đây, em cũng mặn này. Mày ăn đi. Đây, tới mày luôn đấy. Mình nghĩ là mình ăn xong cái này là tóm mình éo mèo mèo luôn. Này, đòi bẻ cầu này. Chỉ xu rồi. Bẻ hai lần thôi, ai cho bẻ lần nữa. Chiên xu. Rồi, chiên xu. Mà cho này. Ngon. Thằng này cứ vô mayonnaise nhờ. Ừ hết đấy nhờ. Mấy thằng béo thường ăn mayonnaise. Mình xin phép dừng bỏ cuộc chơi anh em nhé. Bị ngấy quá. Một người đã kết thúc cuộc chơi hồi nãy ăn hậu nói như sao. 20 hộp. Mời mọi người nha. Ăn cái này mới ngon chứ. Ôi tê hết hai bên hàm luôn. Tê đến tận lỗ tai luôn. Bây giờ xem coi Vũ có được ăn phô mai hay là mayonnaise hay không. Hơi mong đừng chiên su nữa, chiên su chắc chết luôn đấy, bỏ cuộc chơi luôn. Ờ đúng đấy. Vô chiên su sỏi. Mayonnaise. Mayonnaise. Ăn không. Ơi mày quá. Ăn không nói có. Đây chỗ này. Cái này ít này. Mọi người nhá. Cay quá. Nóng. Con này mà tôi mà không ra phô mai nữa là chơi tiếp. Cái gì đây? Cái gì? Rồi, chiên su. Mà rồi nè. Ghê vậy? Cay nóng hết đầu rồi. Cay quá, khóc rồi. Đâu được cái cay này. À. Thơm nè. Hả hỏng cái nước gãi nó cứ chảy không tòng nha. Đúng rồi, nó cứ chảy. Không, nhiều quá. Phát này mà ra hào hảo hoặc là chiên su thì mình sẽ dừng cuộc chơi nhá. Tại vì mình sợ dạ dày. Dạ dày mình không chịu được. Quay đi. Ô, bộ phô mai. Quá. Ngon. Ôi, cái đầu nó trắng váng mọi người. Cái này ngấm nâu nó cay. Nãy than ăn mới không nhiều, bây giờ ăn mới không ít thôi. Này. Cắn nước mũi. Ngon. Thôi sao được rồi. Bây giờ còn có 4 người thôi. Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng? Bây giờ mà vô chiên su hay là hảo hảo là ngừng luôn này. Phô mai. Mày có sướng. Tưởng đâu vô cái kia là ngừng luôn. Ơ. Nửa lọ luôn.
khuấy lên. Đấy, chúng ta khuấy như thế này. Ui, ngon. Ngon nhỉ. Thơm. Bây giờ ước gì ra được kim su nhá, bởi vì mình trùng ăn cay mà. Ước gì ra cái gì cay cay càng tốt. Ăn không nó có. Không. Ăn với lại bột phô mai không cay một miếng nào luôn. Thơm. Nói chung cái này mình ăn từ tốn thôi. Rồi đến lượt mình. Ăn cay mỏ dẫn. Đừng chiên su nhá. Chiên su đi. Mazzone. Ôi yeah. Còn nhiều ăn mới thơm. Để em mới được. Khuấy đi. Thơm lắm. Lên. Cái này luôn, ăn cái này luôn. Để, thơm lắm. Ui. Ui ngon đấy. Ngon không? Thơm. Ngon quá. Cuối cùng cũng được ăn được món ngon. Ăn. Nhai luôn cái ly luôn, nhai luôn cái ly luôn. Ngon vãi. Rồi đây. Một phô mai. Đi ra ớt đi, ước ra ớt. Mà cho này. Cái gì? Ăn không. Này ăn không, chán thế. Nhưng mà ăn không cũng còn đỡ hơn chi su. Chi Hảo Hảo. Cái gì anh? Cái gì ấy? Chi Hảo Hảo. Cái gì ấy? Một phô mai. Một phô mai. Ơi. May ấy à, hình như gần cuối ông trời muốn mình thắng hay sao ấy. Cho ý thôi nha, để phần bọn em. Đấy, chừa rất là nhiều luôn. Ui, ngon. Ngon đấy nhở. Rất là ngon. Mình chưa được vào phô mai. Em ước được vào phô mai. Ngon. Mazzone. Ước gì ra cái gì càng cay càng tốt. Chín xuống kìa. Đây. Ngon. Để chị sẽ làm cho em nhá. Càng cay càng tốt là Khánh ăn cay cho nửa bình. Ui ôi. Ôi. Đơn giản các bạn ạ. Ok ok ok. Mỏng nước. Ui à. Ui. Nó mặn, à? Nó mặn. Okay à? Nhiều tình yêu thương kìa. Nhiều tình yêu thương kìa. Ôi. Quá đơn giản. Thôi quay luôn. Mình quay luôn này. Phô mai. Hảo Hảo rồi. Ủa, nãy giờ bổ cho anh Hảo. Chưa chưa ăn Hảo Hảo. Thử miếng Hảo Hảo. Nè Chu thử cho nó đi. Anh em thương anh lắm anh ạ. Thôi thôi thương thương thế được rồi. Ui giời ơi. Anh hất tay em nha. Anh hất tay em. Vai trưởng. Tại mày hất tay nó. Thật mà tại anh hất tay mà. Vai trưởng. Ừ. Mặn mặn quá mặn quá. Nhưng mà nó đỏ hơn chứ dù. Cay quá. Cay đổ mồ hôi luôn. Tại anh hất tay em đấy nhờ. Không em không cố ý. Cố tình đúng không? Bột phô mai. Vai này không. Thằng này sắp lên không nhờ. Thằng này nó xui. Chẳng lắm. Thế nên bột phô mai. Lại bột phô mai này. Sao nhỉ? Thế nhưng cứ đến vòng chị là bột phô mai thế sao? Đến vòng em là ăn không. Nhưng mà ăn cay nhiều này xong à đây, ăn đi, nó sướng luôn mà. Nó không còn cảm giác như lúc đầu nữa. Đây ạ. Đây, ăn cái gì đi. Mình cay. Thôi, thử ăn đi. Làm cốc, anh. Ngon này. Ngon lắm. Bác cho thêm chi su vào lưỡi ăn đúng bài luôn. Cái này bác ăn cái nào? Bác ăn. Ngon không bác? Ngon không bác? Ngon. Cay bác này. Cay ơi là cay luôn à? Ừ. Được. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục. Hy vọng ra Hảo Hảo cho nó cay tí chứ cái này đơn giản quá. Cay thế, cay đau hết cả ruột ấy. Nhưng mà càng ăn càng nghiện nha. Đúng rồi, càng ăn càng sướng. Lúc đầu thấy lại chi su. Lại chi su. Tí anh Vũ lại Hảo Hảo nữa kìa. Đây là mọi người. Vì em nói hết chi su cho nên là mình đã đổ cốc nửa chai tự nhiên hết rồi. Người miền Trung ăn cay ghê lắm. Mà Hảo nữa là đúng điệp mơ. Miệng lỡ. Ra Hảo Hảo nữa là đúng bịp ấy, nhà cái bịp ấy. Ăn không. Ôi giời ơi. Ăn không thì chúng tôi cắn được cái Hảo Hảo. Rồi, nghe câu cái chung ghế nghe luôn. Sắp kết thúc rồi mọi người ạ, sắp còn có mấy. Chín số đi. Mayonnaise nữa kìa. Ô ý ôi trời. Ý trời, ý trời. Tiếp theo, thôi cho chung ăn đi, ăn xong. Chào bác. Chào bác. Chín su, chín su. Ngày ngon. Quay vô trên xuống ngay Hảo Hảo mình ngừng luôn, mình ngừng cuộc chơi liền. Mình chịu hết nổi rồi. Rồi chín su rồi. Lại bộ phô mai. Ngon. Cay thế nhỉ. Bịp. Bịp. Những đứa thích bộ phô mai lại không được nhưng mà mình lại có bộ phô mai. Còn có hai ly cuối cùng chắc là mình với lại Quỳnh thôi nhưng mà thôi mình ngừng. Quá non. Chào Quỳnh.
Mình ngần, mình cay quá mọi người. Tết hết cả mồm, mồm nó sưng hết luôn rồi đấy. Thôi cho mọi thứ một ít. Ăn quá chất. Ui. Mọi thứ một ít. Ôi, ui, nhầm. Ôi, về chạy không kịp anh. Nhầm chút nữa bạn nhá. Mọi người ạ, mình nghi là một hồi sẽ bị ải chỉa. Ăn như thế này tối mấy đứa ải chỉa. Có một cái nhà vệ sinh nè. Bây giờ bao nhiêu đứa ải chỉa thì làm sao? Bốn món gì này? Thập cẩm. Sao bị chửi anh ạ? Thôi, hoa này em chuẩn bị niệm rồi. Mì tuần bịa. Bịa. Ngon không? Ngon. Ủa, cay quá. Ngon là gì? Giờ chưa hết quá. Đến cuối cùng thì bọn mình vẫn ăn được thêm mấy chục ly nữa. Nếu mà bây giờ còn mình vẫn ăn được nữa luôn. Nhưng mà thôi, thì thôi, kết thúc đây thôi. Các bạn, rồi. Các bạn cho xin một like nhá. Nhớ okay, đăng ký nha. Ok, thì clip cũng của mình đến đây. Các bạn bye bye.